Thưa quý vị và các bạn, việc họp chợ không đúng vị trí, lấn chiếm lòng lề đường gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường cho đến bất cập trong công tác quản lý nguồn thu phí chợ có nguy cơ gây thất thoát. Những vấn đề này tại chợ Đông Tảo thuộc xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu đã được chúng tôi phản ánh nhiều lần, rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm. Tắc đường là chuyện diễn ra hàng ngày trên đường tỉnh 382 đoạn đi qua chợ Đông Tảo. Tại khu vực này không chỉ hành lang giao thông mà cả lòng đường, khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân xã Đông Tảo cũng bị biến thành nơi họp chợ. Tình trạng xe dừng đỗ để bốc dỡ hàng hóa diễn ra ngang nhiên ngay dưới lòng đường giao thông nhưng không bị ban quản lý chợ nhắc nhở, trong khi chính quyền xã Đông Tảo thì làm ngơ, phó mặc cho ban quản lý chợ thực hiện. Chợ này nó có rất nhiều cái bất cập. Thứ nhất là ban quản lý chợ này là cho người dân với thương lái là họp chợ lung tung ra ngoài các cổng trường mầm non này, cấp 1, cấp 2, ra cả hành lang, ra cả cửa nghĩa trang liệt sĩ nhân dân. Nên là nó rất là ảnh hưởng đến cái công tác mà đi lại rồi là đưa đón học sinh rồi là mất an toàn giao thông. Không những vậy, thành viên ban quản lý chợ còn thu phí các phương tiện chở hàng ngay trên đường tỉnh 382 ở ngoài địa điểm họp chợ. Được biết, chợ Đông Tảo do Ủy ban nhân dân xã Đông Tảo quản lý và có hợp đồng tạm giao cho ban quản lý chợ thu phí. Số nộp về ngân sách xã năm 2022 và 2023 mỗi năm là 1,4 tỷ đồng. Chính từ việc quản lý thiếu chặt chẽ này dẫn đến các vi phạm về lấn chiếm lòng đường, ùn tắc giao thông tại khu vực ngày càng trầm trọng hơn. Tôi thấy tại khu vực chợ Đông Tảo thường xuyên bị tắc đường, ùn tắc giao thông rất là nghiêm trọng, đặc biệt là giờ cao điểm. Tôi là một tài xế thường xuyên di chuyển qua lại tại chợ Đông Tảo. Tôi thấy tình trạng lấn chiếm lòng đường, giao thông diễn ra là khá là phổ biến. Nhiều năm nay nhưng không bị xử lý. Ngoài ra, tôi thấy còn họp kín lối vào Ủy ban nhân dân xã và trong cả khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Đông Tảo. Trước những bất cập trên, một số người dân xã Đông Tảo đã có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xử lý tình trạng họp chợ trái phép, cũng như việc thu phí và quản lý nguồn thu phí chợ của địa phương. Cùng với đó là tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải phát sinh tại những địa điểm họp chợ trái phép như trước khuôn viên trường học, đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ xã. Lắm, ô nhiễm lắm, khiếp thối tha, bẩn thỉu. Rác thải ô nhiễm quá, ô nhiễm môi trường, sinh bệnh. Những bất cập tồn tại về ô nhiễm môi trường, họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, gây ùn tắc và mất an toàn giao thông tại chợ Đông Tảo đã diễn ra từ lâu nhưng chưa được xử lý, giải quyết dứt điểm. Qua đây, rất mong chính quyền địa phương và ngành chức năng liên quan vào cuộc xử lý triệt để, tránh tình trạng làm lấy lệ, vì thực tế đã qua nhiều lần ra quân giải tỏa nhưng các vi phạm về họp chợ trái phép tại đây lại tiếp tục tái diễn.